tỷ phú Brian Armstrong, cha đẻ của sàn giao dịch tiền số Coinbase. Brian Armstrong là CEO của Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Với những gì đạt được, Brian Armstrong là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất của nước Mỹ, đồng thời được nhiều lần xuất hiện trong danh sách Under 40 của Forbes. Đặc biệt, anh được giới đầu tư tiền ảo ca ngợi như là một rockstar trong cộng đồng Bitcoin. Đam mê kiếm tiền từ thời đi học. Brian Armstrong sinh ngày 25 tháng 1 năm 1983 tại San Jose, California của Mỹ. Khi còn học cấp 3, Armstrong đã có những suy nghĩ khác hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Anh cực kỳ thích kiếm tiền và bắt đầu học viết ngôn ngữ lập trình Java và CSS. Sau đó thì anh dùng tay nghề của mình để thiết kế website cho các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương. Sau này, Brian Armstrong thi đỗ vào Đại học Rice, ngành khoa học máy tính. Năm 2003, khi còn là sinh viên, Armstrong đã bắt đầu khởi nghiệp với dự án kết nối trên nền tảng website, giúp các gia sư có thể cung cấp dịch vụ dạy học, cũng như tạo cơ hội cho phụ huynh học sinh tìm kiếm người kèm cặp trong học tập. Với thành tích học tập xuất sắc và những dự án nhỏ thành công, Brian Armstrong vinh dự được nhận và có 4 tháng thực tập tại tập đoàn máy tính IBM. Anh đánh giá đây là khoảng thời gian quý báu nhất trong suốt cuộc đời của mình vì tại IBM, anh biết được cách một doanh nghiệp thực sự vận hành như thế nào, đồng thời được trau dồi kiến thức chuyên môn một cách thần tốc. Sau khi tốt nghiệp, Armstrong làm việc cho Deloitte tại vị trí tư vấn viên quản lý rủi ro doanh nghiệp. Đến tháng 5 2011, Armstrong bắt đầu làm việc tại Airbnb ở vị trí kỹ sư phần mềm. Tuy nhiên, chỉ sau một năm làm việc tại nơi đây, anh chàng kỹ sư tài năng quyết định nghỉ việc để khởi đầu sự nghiệp của riêng mình. Hành trình làm giàu với Bitcoin. Vào những năm 2010, Brian Armstrong đã được tiếp xúc với tiền mã hóa Bitcoin. Nhận thấy tiềm năng và cơ hội lớn của thị trường này, cũng như việc các startup về giao dịch tiền mã hóa ở thời điểm đó khá ít. Thế nên, Armstrong đã quyết định làm việc cùng với Fred Erstram để thành lập nên Coinbase vào tháng 6 2012. Với ý tưởng biến Coinbase thành sàn giao dịch, nơi mọi người có thể mua bán trao đổi tiền mã hóa như Bitcoin hay Ethereum, Brian Armstrong và Fred Erstram đã quyết định kêu gọi đầu tư ở Y Combinator, chương trình hỗ trợ các nền tảng startup. Ở thời điểm đó, việc mua bán tiền mã hóa mỗi ngày gần như là việc bất khả thi, thế nhưng Coinbase vẫn có thể phát triển và nhận được vốn. Theo đó, vào năm 2013, Coinbase nhận được khoản đầu tư 5 triệu đô la từ quỹ USV. Đến cuối năm 2013, sàn giao dịch này nhận tổng cộng 25 triệu đô la đầu tiên từ Liên minh USC với Dribbit Capital và Andreessen Horowitz. Đặc biệt, vào tháng 5 2015, Coinbase trở thành sàn tiền mã hóa đầu tiên nhận tiền đầu tư từ Sở Giao dịch Chứng khoán New York và một vài nhà đầu tư khác. Tổng số vốn huy động lên tới 75 triệu đô. Theo thời gian, Coinbase liên tục phát triển phi mã theo làn sóng phát triển của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Từ năm 2016 đến 2017, Coinbase đã nâng số tài khoản giao dịch trên sàn từ 4,7 lên 13,3 triệu và sau đó là 56 triệu tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Tháng 9 2020, Coinbase đã được định giá tới 6 tỷ đô la. Sau đó, sàn này luôn công bố lợi nhuận hàng quý đều đặn khoảng 700 đến 800 triệu đô, đứng hàng đầu trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa đang tồn tại trên thế giới. Đặc biệt, chỉ tính riêng quý 1 2021, khi Bitcoin liên tục lập đỉnh, doanh thu của Coinbase đã đạt 1,8 tỷ đô. Đỉnh điểm của sự phát triển là trong phiên IPO trên sàn Nasdaq hôm 14 tháng 4 2022, Coinbase đã đạt mức định giá 86 tỷ đô. Nhờ đó, CEO Brian Armstrong đã chính thức lọt top tỷ phú thế giới với khối tài sản 6,5 tỷ đô theo Forbes. Việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Coinbase cũng được đánh giá là cột mốc lớn trong đà phát triển của Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác. Trong một cuộc phỏng vấn, CEO Brian Armstrong đã bày tỏ vui mừng khi Coinbase có thể mang lại sự minh bạch cho nền kinh tế tiền điện tử, hệ sinh thái mà Coinbase đã xây dựng trong hơn 10 năm qua. Vượt qua khủng hoảng bủa vây. Trải qua quá trình phát triển thần tốc, đến giữa năm 2022, Coinbase đã không ít lần gặp phải khủng hoảng. Vào đầu tháng 7 năm 2022,
Một số người dùng trên sàn giao dịch này cho biết họ đang không thể rút tiền bằng đồng đô la về tài khoản ngân hàng của mình. Có vẻ như Coinbase đang không cho tôi rút tiền sau khi bán Bitcoin sang đô la Mỹ. Tôi không thể rút tiền về tài khoản ngân hàng như bình thường, một người dùng phàn nàn trên Twitter. Trong khi đó, một người dùng khác thắc mắc về việc yêu cầu rút tiền bị treo tận 3 tuần mà không được xử lý. Tại sao lại ngâm tiền rút về trong tận 3 tuần? Đó không phải là số tiền lớn. Trả lại tiền đây và tôi sẽ chuyển hết token sang sàn giao dịch khác. Mặc dù lỗi rút tiền đã được vá, thế nhưng Coinbase ngay lập tức đã vướng vào lùm xùm khác. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase là Ishan Wahi đã bị bắt vì giao dịch nội gián, đặc biệt lợi dụng thông tin mật về quá trình niêm yết token lên sàn Coinbase để trục lợi. Sau đó một ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC đã cáo buộc sàn Coinbase niêm yết 9 đồng mã hóa là chứng khoán trá hình bao gồm AMP, OLI, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX và KROM. Cùng lúc đó, sàn giao dịch lớn thứ ba thế giới này còn phải đối mặt với một cáo buộc khác đến từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ, CFTC. Cơ quan này kêu gọi SEC phải hợp tác quản lý nhiều hơn với họ, đồng thời khẳng định nếu SEC không tiến hành điều tra mở rộng để chứng minh 9 đồng mã hóa nói trên là chứng khoán, thì CFTC sẽ thụ lý và điều tra về giao dịch của những đồng này. Đứng trước những cáo buộc đó thì chỉ vài ngày sau, sàn Coinbase đã phản bác lại. Chia sẻ với giám đốc an ninh Philip Martin, Coinbase đã hợp tác rất tích cực với cơ quan chức năng và tiến hành điều tra các nhân viên cũ của sàn một cách triệt để. Chính vì vậy, có thể xem rằng Coinbase đã rất nghiêm túc trong việc thực hiện cam kết tất cả những người tham gia thị trường đều có quyền truy cập vào cùng một thông tin và sẵn sàng hành động ngay khi hành vi sai trái bị phát giác. Riêng đối với SEC, giám đốc chính sách Faria Shehzad đã ám chỉ hành động của SEC nhắm đến Coinbase là nóng vội và mỉa mai rằng Mỹ sẽ tụt hậu trong đổi mới lĩnh vực tài sản tiền mã hóa nếu không có quy định hiệu quả. Về mặt pháp lý, giám đốc pháp lý của sàn Coinbase, ông Paul Grewal, đặt ra những thách thức liên quan đến việc phân loại những yếu tố của token để có thể xác định đó là chứng khoán hay không. Cùng với đó, ông Grewal hỏi ngược SEC một vài câu hỏi về việc xây dựng khuôn khổ quy định, giải quyết việc phân loại, phát hành, giao dịch và lưu ký. Trong phần kết luận, ông Grewal cam kết Coinbase không niêm yết bất kỳ token chứng khoán nào và hành động của SEC chỉ mang tính thù địch mà thôi. Phó chủ tịch sàn giao dịch Coinbase Nana Murugesan cho biết, bất chấp sự xáo trộn của thị trường và những áp lực bủa vây, thì Coinbase vẫn muốn tiếp tục mở rộng hoạt động sang Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan để củng cố sự thống trị tại khu vực châu Âu. Cũng trong khoảng thời gian giữa năm 2022, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử mã hóa đang trong giai đoạn hết sức khó khăn, sàn giao dịch Coinbase đã quyết định sa thải 1.100 nhân viên. Bên cạnh tình hình thị trường tiền điện tử mã hóa đang trong đà suy thoái kéo dài, CEO Armstrong tiết lộ một nguyên nhân nữa là công ty đã tuyển dụng quá nhiều, nên việc cắt giảm để quản lý lại chi phí là điều phải làm. Trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến đầu tháng 6 2022, số lượng nhân sự của Coinbase đã tăng gần gấp 5 lần, từ 1.250 lên 6.100 nhân viên. Với quyết định cắt giảm đã được Armstrong tuyên bố, sẽ có khoảng 1.100 nhân sự sẽ bị mất việc và số lượng nhân viên còn lại ước tính là 5.000 người. Theo Armstrong, những nhân viên nằm trong danh sách cắt giảm biên chế sẽ có những đãi ngộ thất nghiệp riêng biệt từ Coinbase. Cam kết cho đi phần lớn tài sản ở tuổi 35. Dù thành công và giàu có, nhưng CEO Brian Armstrong được đánh giá là người kiệm lời, khiêm tốn và có tấm lòng cao cả. Tháng 12 năm 2018, ở tuổi 35, Armstrong đã chính thức ký cam kết The Giving Pledge do tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates mở ra vào năm 2010. Những người ký vào cam kết đều là tỷ phú hoặc sắp là tỷ phú, nhưng hào phóng muốn cho đi phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase là doanh nhân tiền mã hóa đầu tiên đăng ký The Giving Pledge. Anh chính thức cùng Elon Musk, Ray Dalio, Bill Ackman, Michael Bloomberg và hơn 150 người khác tham gia cam kết đầy ý nghĩa này. Armstrong viết trong bài blog đăng trên trang web của Giving Pledge: "Một khi đạt được độ giàu có nhất định, một người có ít thứ để làm ngoài chuyện chi tiêu thêm cho bản thân, tham vọng của họ bắt đầu hướng ra ngoài. Tôi luôn ngưỡng mộ các nhà sáng lập, nhà lãnh đạo có tham vọng là cải thiện thế giới thay vì mục tiêu liên quan đến tiền tài cá nhân."
Trước đó, CEO Brian Armstrong cũng rất tích cực làm việc từ thiện khi khởi động nỗ lực từ thiện GiveCrypto.org. Tổ chức phi lợi nhuận này chấp nhận và phân phối tiền mã hóa, thực hiện chuyển tiền trực tiếp đến những người nghèo. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!